liên quan đến Nga, Đài Loan thắt chặt hạn chế xuất khẩu sang Nga. Chính phủ Đài Loan vào ngày 6 tháng 4 cho biết họ đang thắt chặt những hạn chế xuất khẩu sang Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt đối với nước này vì cuộc xâm lược dư quan, đồng thời nêu chi tiết các quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ và chip cho mục đích quân sự. Đài Loan đã lên án cuộc tấn công của Nga và tham gia vào nỗ lực trừng phạt do phương Tây dẫn đầu dù chủ yếu mang tính biểu tượng vì thương mại trực tiếp giữa hòn đảo và Nga rất nhỏ. Nội các Đài Loan cho biết trong một thông báo rằng bất kỳ công ty nào muốn xuất khẩu hàng hóa trong một danh sách dài liên quan đến công nghệ sang Nga sẽ phải xin phép. Nội các Đài Loan nói thêm rằng động thái này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc nước ta xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao sang Nga để sản xuất vũ khí quân sự. Danh sách này gồm thiết bị sản xuất, chất bán dẫn ngành sản xuất mà Đài Loan là nước dẫn đầu thế giới cũng như laser về hệ thống định vị. Bộ Kinh tế Đài Loan nói thêm trong một tuyên bố riêng rằng họ kêu gọi ngành công nghiệp tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu, tiến hành thẩm định trước khi xuất khẩu và tránh xuất khẩu các sản phẩm từ danh sách xuất khẩu của Nga, có thể được sử dụng để phát triển vũ khí cho Nga mà không được chấp thuận. Bộ này cho biết họ đã đưa danh sách dựa trên những gì các nước đồng minh khác đang làm và có tổng cộng bao gồm 57 mặt hàng bị kiểm soát. Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết, bang TSMC của Đài Loan, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã rời khỏi thị trường Nga. Các đức khả năng tiếp cận của Trung tâm Công nghệ SPARC của Moscow đối với chip Albrecht vốn được sử dụng rộng rãi trong giới tin báo về thống quân sự của Nga. Tình cảnh của Du quan đã được nhận được sự đồng cảm rộng rãi của công chúng ở Đài Loan vì nhiều người coi đây là sự tương đồng giữa những gì đang xảy ra ở quốc gia châu Âu với những gì có thể xảy ra nếu tàu cộng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo mà họ tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình về dưới sự kiểm soát của tàu